Đây này cả nhà, hôm nay mình ghé cái mâm xôi của bà cụ ở trên đường Phạm Văn Hai á. Bà bán hai gói bà ơi, bà bán từ 2-3 giờ sáng hả bà? Vẫn như cũ phải không bà? 3 rưỡi sáng. Bán mấy tiếng, bán bây giờ sớm như cực vậy đó. Đây là xôi bà Lai. Hôm nay bà 80 rồi. 80 tuổi rồi hả bà hả? Dạ. Bà, cái thau xôi của bà thì để ủ trong cái chậu vậy cho nó giữ nhiệt. Cái thau. Dạ, cái thau để giữ nhiệt. Nóng nó cả sạch sẽ cho nó khỏi bụi bặm không? Dạ. Bán từ 3 giờ rưỡi cho đến khi có khi 6 giờ là nó hết rồi. Không, 7 rưỡi còn bữa nào sớm lắm là 7 giờ 7 rưỡi. 7 giờ 7 rưỡi là nó hết rồi. Bán có 50 ký rồi con. Dạ. À, đây là bữa nay bà có tăng cái loại xôi lên hả bà? Hồi xưa bà bán xôi gất với xôi không, lúc nào bạn bán 4 thứ hết á. 4 thứ hả bà? Gất, vò, đậu phộng, dạ, đậu xanh. 4 loại xôi gất, xôi vò, xôi đậu phộng và xôi đậu xanh. Xôi gất của bà rất là ngon. Dạ, bà làm chính gất hả? Đúng rồi, bà làm chính làm từ cái hạt gất tươi luôn á cả nhà. À, bà cho con coi cái thau xôi nghe bà. Gất của bà này cả nhà, xôi gất nguyên chất luôn chứ không phải là phẩm màu đâu, cái màu gất nó vừa phải thôi, mà cái hạt gất lại vẫn còn đầy bên trong đó. Còn cái xôi vò và bên kia là xôi vò và xôi đậu xanh, xôi đậu phộng nữa. Bà bán được bao nhiêu năm rồi bà? Bán 57 năm rồi. 57 năm ở Sài Gòn rồi. Dạ. Bà ngồi đây là 44 năm rồi. Ghê, okay, bán tới 57 năm rồi. Dạ. Một mình bà bán vậy thôi hả bà? Có mình bà. Dạ. Trước thì bà đi bán dạo. Dạ. Năm 23 tuổi hả bà? Dạ. Bà bán xôi từ năm 23 tuổi đến năm nay 80 tuổi rồi hết cả nhà. Con đầu là năm nay 60 rồi. Dạ. Nhưng mà sao bà cũng dạy nghề cho nó khỏe rồi bà, 80 tuổi rồi. Bà không khỏe bà con bán. Dạ. Ồ, nặng lắm hả bà? Còn đây nữa hả bà? Dạ. Mà tất cả nguyên liệu bà đều giữ trong cho nó nóng á cả nhà. Xôi cho nó nóng. Bà sao mình bán trễ hơn xíu mà bán từ 3 giờ rưỡi bán sớm vậy bà? Họ đi mua đồ đó, sáng ra họ đi mua đồ. Dạ. Bán ra bà được bán được 400-500 rồi đó. À, bà khoe luôn, bán khá là bán 400-500 ngàn thịt xôi rồi. Bữa bà mới bán được 2 mấy triệu. Dạ. 2 triệu mấy. Một ngày 2 triệu mấy. Người dạ. Ta đặt đó. Dạ. Ta đặt đóng chỗ. Dạ. Đó, cái xôi vò của bà rất là ngon luôn á. Dạ, con ăn rồi chứ. Con ăn rồi con biết con mới giới thiệu cho mọi người đó. Hôm nay con đi xe khác bà, sao hả không? Dạ, đúng rồi đó bà. Hồi xưa con đi chiếc Sirius. Dạ. Đó, xôi nóng hổi luôn á cả nhà. Bà làm rất sạch sẽ. Dạ. Mà con nhìn con biết bà làm sạch rồi, bà đầy rất là kín luôn. Và khi làm mà đều có bao tay hết. Ở nhà cũng vậy, thâu lỗ bà trắng tươi rồi. Dạ. Bà bán, bà nói là 50 mấy năm rồi á. Mấy mươi năm, 50 mấy năm. 57 tuổi, bà bán hồi bà, ông bà lấy chồng 20 tuổi. Dạ. Rồi bà đầy xôi lại đỡ bùi đi bà. Bà xanh nữa là bà. Dạ. Trước còn đi bán gà không cần lắm mà ơi. Dạ, bưng đi bán dạo hả bà? Bưng đi bán dạo. Dạ. À, bà cái gánh xôi của bà thì mình đã ăn cách đây mấy năm rồi cả nhà, nhưng mà hôm nay có dịp đi ngang đây ghé thăm cái bà cụ ở bên gần đây cho nên là trở lại thăm bà. Dạ. Mua xôi cho bà luôn. À, nhưng mà quay phim ở đây thì rất là nguy hiểm. Dạ, đúng à. Rồi. Hôm qua có thằng tài xế lái xe đến nhà kia mà nhào lên nó giật cái điện thoại. Trèo lên giật, đúng rồi bà, đây con bị giật mấy lần rồi mà bị giật hụt á. Nên con rất là sợ cái ngã ba này thì bà bán á, là ngay ngã ba đường Phạm Văn Hai với Cách Mạng tháng 8, người ta hay còn gọi là ngã ba ông Tá.
nhưng mà cái chỗ này là cái địa điểm mà cướp giật rất là nhiều, nhà tới mua xôi cũng nên cẩn thận. Con quay phim bà mà con rất là lo luôn á. À, hồi xưa con bị quay rồi nó giật cái chỗ này rồi. Dạ. Đây nè cả nhà, à, bà đây là xôi của bà Lai. À, có địa chỉ luôn và có số điện thoại của bà luôn. Cả nhà ai muốn đặt xôi bà, à, xôi thì bà làm xôi đầy tháng này, xôi cưới hỏi, xôi đám ma gì đó, xôi xôi nuôi gì. Dạ, bà làm rất là nhiều, bà nhận đặt hàng xôi để bà làm luôn. Và đặc biệt là bà xôi bà bán bây giờ rất là rất là ít người bán, 3:30 sáng là ra bán rồi. Cái giờ đó rất là cực, giờ đó còn đang ngủ ngon mà. Thường thường là 1:30 là dậy. 1:30 dậy nấu rồi hả bà? Trời ơi cực dữ. 3:30 mới ra đây mà nấu 2 tiếng. Dạ. Rồi là vậy là nấu xong là 3:30 là ra bán. Ngày nào cũng như ngày đó, ngày mưa cũng như ngày nắng. Dạ. Có ngày Tết là nghỉ thôi, mấy bữa thôi. Mùng 10 Tết bà ra bà bán đó, cúng thần tài bà bán không người mưa. Dạ, à, có ngày cúng thần tài là ra bán. Là ngày trước. À, để đây là cái ngã ba đó cả nhà. Bà bán ngay ngã ba luôn. Đường Phạm Văn Hai và cách mạng 8, phường 5 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đối diện cái tiệm vàng Kim Tâm. Đây là cái góc của bà bán. À, đây là mấy gói xôi hồi nãy là mình mua của bà Lai này cả nhà. Xôi vò đây ngon lắm luôn á, nóng hổi luôn. Xôi đây là bà bỏ trong cái bịch ni lông về và mọi người cầm ăn thôi chứ không có muỗng nha. Bà bán rất là lâu đời rồi Sài Gòn rồi. Xôi đồ xanh rất là béo luôn. Đây là xôi bò. Và đặc biệt là cái món xôi này này cả nhà, à, xôi gất này ăn rất là ngon luôn, nóng hổi nha bà. Xôi gất này bà tự bà mua gất về bà làm, bà đi chợ bà mua gất về bà làm bà nấu, chứ bà không có xài cái màu tổng hợp á, cái màu gất tổng hợp thì nó lại không có ngon. Và cái khi mà xôi nấu lên nó rất là đỏ luôn, còn xôi của bà thì cái màu nó có cái độ nhạt vừa phải, và khi mà ăn á thì nó còn cái muối gất luôn, nó còn cái muối gất bên trong luôn. Đây mình chút mình quay cho cả nhà. Ví dụ đây nhà hàng đây là cái muối gất còn, nó ngọt rất là tự nhiên luôn. Chứ nếu mà nấu nếu bằng gất màu tổng hợp thì không bao giờ có được cái vị xôi như vậy. Bà bán rất là lâu đời, gần 60 năm ở Sài Gòn rồi. Và đặc biệt chỉ có hình như là Sài Gòn thì mình thấy chỉ có mình bà cụ này bán cái giờ mà rất là lạ luôn. 3:30 Sài Gòn đã bán. Có nhiều lúc ghé thấy lúc cái giờ đó người ta mua cũng đông, người ta mua còn đông. Người ta bán cho mấy cái người mình đi chợ, mấy cô chú, anh chị họ đi chợ, họ đi bán, đi làm buổi sáng sớm á. Họ ăn cái giờ đó 3:30 sáng bán đến... bà nói có khi nào mà hết sớm là 6:30, 7:00, còn không thì phải 7:30, là bán 4 tiếng. Cái xôi vò của bà Lai rất là ngon luôn nha cả nhà. Nếu mà ai yêu thích cái món này là nhất định phải ghé, tại vì cái xôi nó bà làm rất là ngon, đậu xanh nó mịn, nó vừa chín tới, nó không có quá cứng, cũng không quá nhão. Nó còn cái vị xôi nó dẻo, nó ngon lắm. Ai mà yêu thích cái món xôi này là phải ghé cái địa chỉ xôi của bà Lai một lần. Bà bán thì nói chung là bà bán 3:30 sáng, nhưng mà mọi người cũng đi tầm 6:00 chắc vẫn còn xôi, có khi 7:00 vẫn còn xôi, cho nên cũng nhất thiết phải đi sớm lắm. Nhưng mà khi mà
càng sớm thì xôi nó càng nóng, bà vừa nấu ra nó càng nóng càng ngon, xôi rất là ngon luôn.